cuộc đối đầu giữa Viettel và Thanh Hóa có thể với nhiều người sẽ không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, với giới chuyên môn, đây là trận đấu có nhiều điều để nói. Viettel sau 4 trận bất bại vừa lên ngôi đầu bảng, đội bóng áo lính cuối cùng cũng phải nhận trận thua đầu tiên ở V-League 2020, thất bại toàn diện với tỷ số 0-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Ở sân Thống Nhất đã bộc lộ nhiều vấn đề của Viettel. Đây cũng được xem là cái tắt mạnh vào tham vọng của đội bóng quân đội. Mặc dù sở hữu nhiều tuyển thủ và nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội hình, nhưng thẳng thắn mà nói, Viettel vẫn đang có những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Thành tích bất bại ở 4 vòng đấu đầu tiên phần lớn đến từ sự tỏa sáng của cá nhân hơn là lối chơi tập thể. Đặc biệt, hàng thủ với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Quế Ốc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến hay Nguyên Mạnh đã được xem là tự huyệt của Viettel khi họ là một trong 3 đội để thủng lưới nhiều nhất với 8 bàn thua. Trong khi đó, đội khách Thanh Hóa đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Từ khi nhậm chức tại Thanh Hóa, huấn luyện viên người Nghệ An đã cùng với các học trò giành được 4 điểm sau 2 trận, với một trận hòa trước Sông Lam Nghệ An và một chiến thắng trước Dược Nam Hà Nam Định. Chiến thắng mà người hâm mộ đội bóng xứ Thanh đã phải chờ 1 năm để đón nhận. 3 điểm trước Nam Định không đơn thuần là một chiến thắng, mà nó còn có một ý nghĩa quan trọng giúp giải tỏa sức ép về mặt tinh thần cho đội bóng xứ Thanh. Ngoài ra, đây cũng được xem là đòn bẩy giúp các học trò của huấn luyện viên Thành Công tự tin hơn trong trận đấu sắp tới. Vấn đề của Thanh Hóa tiếp tục là hàng công, khi Samson vẫn chưa thể tìm lại khả năng săn bàn và anh tỏ ra lạc nhịp với các đồng đội. Thanh Hóa được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân hàng đẫy. Mùa giải trước, cả hai lượt trận, đội bóng xứ Thanh đều nhận thất bại trước Viettel. Trên sân hàng đẫy ở V-League 2019, đội bóng áo lính đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 2-1 với các bàn thắng của Joao Paulo và Bùi Tiến Dũng, trong khi cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Thanh Hóa là Hoàng Đình Tùng. Kể từ thất bại trước Sài Gòn trên sân nhà tại vòng 21 V-League 2019, Viettel đã bất bại cả 5 trận trên sân hàng đẫy với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Chắc chắn, đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng cần một chiến thắng để khẳng định lại tham vọng của câu lạc bộ sau thất bại mới mặt trước Thành phố Hồ Chí Minh. Còn với đội khách Thanh Hóa, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang có được tinh thần tốt sau chiến thắng trước Dược Nam Hà Nam Định. Dù phải là khách, nhưng mục tiêu của Thanh Hóa chắc chắn sẽ là 3 điểm để giành tặng người hâm mộ và tránh xa vị trí cuối bảng. Một trận đấu khó đoán nhưng sẽ là cuộc đối đầu hết sức hấp dẫn. Liệu Thanh Hóa tiếp tục trở mình hay Viettel khẳng định lại tham vọng của câu lạc bộ? Cùng đón xem trận đấu giữa Viettel và Thanh Hóa trên sân vận động hàng đấy vào ngày 23 tháng 6.